Đây thưa quý vị các bạn, ở Hà Nội đây nhưng cũng có dê đây. Dê đang ăn lá. Đây hình như là cừu, không biết cừu hay dê đó. Anh ở đây con dê con cừu đấy anh. Cừu, đúng rồi, cừu nó mới màu trắng thế đúng không? Hình như con cừu thì phải. Ở đây chúng ta sẽ đi vào phố đi bộ Trịnh Công Sơn nha. Bên đây thì có một cái hồ sen và họ sẽ bán vé để cho chúng ta vào chụp hình rồi thuê đồ phía bên trong. Thì có cái bãi giữ xe cho khách, sau đó thì chúng ta vào thì họ sẽ có, nó giống như ở phố đi bộ Nguyễn Huệ trong Sài Gòn đó. Thì các bạn đi tới đây thì chúng ta sẽ thuê các cái bộ áo dài rồi nón lá rồi các cái đạo cụ khác, thì có những cái thợ sẽ chụp hình nếu mà chúng ta muốn chụp hình bằng cách là tự chụp hay là có thợ ảnh đi theo đó. Thì chúng ta thuê các cái bộ quần áo dài ở đây và chụp hình ở cái hồ sen. Cái hồ sen này tới đây thì mình thấy rất là thơm. Giờ thì Tuấn Dương sẽ đi vào cái phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Bên đây thì toàn bộ ở phía bên tay phải Tuấn Dương đang đi đây này. Đây là cái khu biệt thự. Đây là những là các cái biệt thự thô còn chưa có hoàn thiện. Có lẽ là họ xây xong rồi nhưng mà họ cũng chưa có bán. Bên này thì là cái khu đây gọi là công viên nước Hồ Tây, công viên nước Hồ Tây. Ở đây thì họ không cho phép chúng ta hái hái sen, hái hoa, hái lá rồi gì cả, trồng để cho nó đẹp. Không biết ở nước ngoài thì có các cái khẩu hiệu cấm hái hoa, hái sen, hái lá hay không. Ở Việt Nam thì có lẽ là nếu mà không 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 để cái khẩu hiệu đó thì nhiều người họ cứ lầm tưởng là không có ai trồng, không có ai bảo quản chăm sóc thì họ tự hái đó. Họ hái. Bên này thì Tuấn Dương thấy những các cái biệt thự này rất là đẹp này. Nếu mà hoàn thiện lên thì rất là tuyệt vời. Đây có những cô này, cô tới, cô thuê thuê sen. Đây, các bác ấy tới đây để chụp hình. Đấy, nếu mà tới đây mà vi phạm mà hái lá là 100 ngàn, hái hoa là 200 ngàn một bông á. Đây các chị tới để chụp hình với sen. Đây kia còn nhiều hoa lắm. Đấy. Đây chúng ta sẽ đi thôi. Mình thì chị uống nước, có nước có bán không? Tới đây thì chúng ta có thể thuê áo dài rồi khăn nón để chụp hình. Đây có cho mướn này, chụp áo dài, áo bà ba. Đây có thể ngồi thuyền. Đây nguyên một cái hồ sen này rất đẹp ạ. Vậy đẹp rồi đó. Rồi từ từ kiểu nữa nha. Chị quay chỗ nào nó có nhiều hoa sen ấy cho nó đẹp. Cái này là
không cắm hoa sen. Đây, rồi. Rồi đẹp đấy. Nhìn trong hình khi lại đẹp hơn là ngoài ấy. Rồi ok, chị coi thử lại đi. Cảm ơn, thế là được. Vâng, vâng. Rồi chúng ta sẽ đi xuống dưới này ha. Bác ở đây mà cho thuê quần áo thì bao tiền một bộ bác? Áo dài là 100, áo yếm là 350 ạ. Vâng ạ. Vâng, anh có thuê lên, anh có thuê ạ. Đây các bạn có thể thuê chọn gói áo áo yếm là 50.000 ạ. Tức là nếu mà áo dài là thuê 100.000, áo yếm là chỉ có che cái ngực thôi thì là 50.000. Còn nếu mà bikini thì không biết là các bác ấy có cho thuê hay không ha. Bikini là chỉ nhà chụp thôi, còn đây không cho mướn, chỉ áo dài là 100, còn áo yếm là 50 á. Chúng ta sẽ đi qua cái hồ sen này. Đó, đi cái cầu ra. Đây các bạn hãy nhìn. Đó, sen này. Đó, nhụy. Đó, đi giữa cái hồ sen này thì trước Tuấn Dương thấy có một cái là họ làm bằng cái cách là chúng ta sẽ ướp trà ở cái lá sen này, họ đùm lại để qua đêm. Để qua đêm sau đó thì họ sẽ lấy cái trà này để uống trà. Đây một cái bông hoa sen rất là thơm này các bạn này. Đó. Kia kìa, áo yếm kìa, các bạn đang mặc áo yếm đó. Mùi hương ở đây rất là thơm á. Ở trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thì ở đây thì chỉ thuê áo thì mới phải trả tiền thôi thưa quý vị các bạn. Còn nếu mà chúng ta không có thuê áo thì không có phải trả tiền. Thì nãy Tuấn Dương cũng có xin cái bác chủ hồ sen xuống dưới đây để mà quay phim ghi hình để gửi đến quý vị và các bạn. Đó, đây thì có những các cái thiếu nữ có thể là ngồi để mà tắm, múc nước tắm, nước sen ấy. Hoặc là họ lấy cái lá sen ở đây này, họ các cái giọt sương ban mai nó đọng ở trên cái lá sen này, thì họ lấy cái nước đó về, sau họ đun trà và hoặc là họ có thể uống được. Giống như đây các bạn này, đây là những cái giọt nước mưa ở trên cái lá sen đó. Đó, đó thì đó, nhìn rất là đẹp. Đây, còn đây là cái bông sen, nó đang nở rồi. Đây gọi là cái đài sen. Đây là nhị sen, đây là lá sen. Đó. Đây cũng cái chỗ này thì có vẻ hơi ít người hơn cái chỗ kia, chỗ ở ngoài vào. Đây thì có hai loại, một loại sen hồng, một loại sen này, sen trắng. Sen trắng ở dưới thì họ nuôi cá, và cái củ sen này thì cũng có thể ăn được. Cái gỏi món là gỏi ngó sen tôm thịt. Dưới này thì cà rô phi. Không ạ. Các chị có thể coi trên Sài Gòn ngày nay có hình các chị nhá. Search YouTube là có hình các chị luôn ạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Vâng. Rồi đây bốn chị có thể giới thiệu tên các chị cũng được ạ. Đây là chị Lê Mai Nam. Chị Lê Mai Nam. Còn chị ạ? Nhật Thu Đỗ. Nhật Thu Đỗ. Chị Doãn Hồng Loan. Vâng. Chị. Đây là chị Nguyễn Thanh Hương. Em là Đặng Tuấn Dương, em thì người Hà Nội nhưng mà em sống ở Sài Gòn 20 năm rồi. Em ra đây thì em đi quay cái khu vực này để giới thiệu cho.
Em có cái YouTube là Sài Gòn Ngày Nay, các chị có thể search trên YouTube là có chị ở đấy. Và em cảm ơn các chị nhá. Dạ. Sài Gòn có sen như này không? À, Sài Gòn có, sen ở trong Đồng Tháp có. Ở khu vực Đồng Tháp nó có cái sen lá sen mà to, sen lá một người đứng ở trên đấy. Đẹp đẹp chị ạ. Bạn chụp chưa? Không, đây em quay phim lại rồi. Được rồi, ok. Ờ được rồi, được. Đưa em chụp cho được mấy chị đứng đây. Không phải mở. Ai làm gì đâu mà mở. Có gì phải úp mở, phải mở mật với cả mã. Mình cứ đi, mình đi ngang cái chân. Đứng hai bên, hai bà đỏ đứng hai bên đấy. Thế thôi. Đứng ra ngoài bắt rồi. Bây giờ lấy cả biệt thự hay chỉ lấy cái sen không? Lấy sen, đừng muốn lấy gì lấy. Rồi. Này này, mặc dài phải có một cái đường cong. Cao luôn vào dưới. Phải tạo dáng đường đứng thẳng thế, phải hơi cong cong này. Đây này, đây này, đánh cái mông lên một tí, không phải như thế, đánh cái mông lên tí. Đứng xa ra, lui cách nhau một tí, cách nhau ra, đừng sát vào nhau thế, xong rồi cầm tà như này. Đúng rồi, đúng rồi, đẹp đấy. Đó. Rồi, 2, 3 nha. 2, 3 nha. Kiểu nữa nha, 2, 3 nha. Rồi, em chụp kiểu đứng nào. Kiểu lại nào. Thôi, đừng đứng thế mãi thế. Chị đổi kiểu đi cũng được ạ. Đổi lại cầm tà bên này. Hai bám vào nhau đứng được, quay đằng đấy. Quay đằng này. Cầm tay này đi. Các chị quay mặt về đây ạ. Rồi, 2, 3 nha. 2, 3, kiểu nữa nha. Nào, 2, 3 nào, ok, ok, rồi, khá nhiều rồi đấy. Sài Gòn gì nhỉ? Sài Gòn Ngày Nay ạ. Sài Gòn Ngày Nay, nhớ nhá. Cảm ơn nhá. Đây. Rồi, chào các chị. Rồi, chào các bác nhá. Giờ em sẽ đi vào phố, phố đi bộ Trịnh Công Sơn nè. Đây, hai mẹ con nhà bác ý... Đó. Áo yếm vừa rẻ tiền hơn mà lại nhìn đẹp hơn nhé. Vừa rẻ tiền mà vừa đẹp hơn. Rồi bây giờ chúng ta đi nhé. Bye bye quý vị các bạn. Đây bây giờ chúng ta sẽ đi vào phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Ở đây thì có một cái lán để chúng ta có thể ngồi nghỉ, uống nước cũng như là gửi xe ở đây nhá. Rồi, ở đây là cái đây gọi là đầm sen Hà Tuyến nhá. Có cả số điện thoại liên lạc, các bạn có thể liên hệ ở đây. Rồi, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại trong những video clip kế tiếp của Tuấn Dương nhé.